Xin chào các bạn, hôm nay lại tôi lại tiếp tục cái loạt bài về hướng dẫn sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục sử dụng một số cái lệnh Docker phổ biến. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker RM và RMI. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái lệnh phổ biến khác như là Docker tạt này. Thì cái lệnh Docker tạt này dùng để tạt hoặc một hoặc nhiều cái container này. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái CMD lên này. Thì bây giờ tôi sẽ có lệnh Docker VS này. Đó thì hiện giờ thì tôi chưa có cái container nào đang tạt này. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn xóa đi cái email. Xóa đi mấy cái email thì bây giờ tôi sẽ đi build lại cái email này. Thì tôi để tạt một cái container thì tôi muốn tạo lại cái container bữa trước mà tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra cái container từ cái code Java. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build lại cái container và build lại cái email và sau đó tôi sẽ tạo cái container này lại lên như sau. Đây tôi sẽ gõ lại cái lệnh là Docker build này, tôi nhấn enter này, rồi nó đã build xong này. Bây giờ tôi sẽ gõ lệnh là Docker email này. Đó thì bây giờ nó có cái email Docker demo boot Docker như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là run cái email này đây. Đó, tôi sẽ run cái demo boot Docker đây. Thì tôi sẽ mở cái PowerShell khác này và tôi sẽ gõ cái lệnh là Docker run này. Đó, trừ p là cái port là tôi sẽ expose ra cái port là 8081 để cái port của ứng dụng là 8080 này. Đó. Đây tôi sẽ run này. Đó, thì bây giờ là cái ứng dụng của tôi nó đã run lên này. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái CMD này. Rồi tôi sẽ có lệnh là Docker PS này. Đó, thì tôi đang có một cái container đang chạy như vậy. Thì chẳng hạn như là tôi sử dụng cái lệnh Docker top để mà top lại cái container này này. Rồi tôi gõ lại Docker PS này. Đó thì bây giờ không có cái container đang chạy này. Thì bây giờ tôi sẽ tạt lại cái lệnh cái container này bằng cái lệnh là Docker tạt này. Tôi nhấn enter này. Rồi tôi Docker PS này này. Đó thì các bạn thấy là cái container này nó đã tạt lại cho tôi như vậy. Đó. Đó thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái lệnh Docker tạt ở đây này. Đó. Tôi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker top. Thì vừa rồi tôi cũng đã hướng dẫn các bạn là sử dụng cái lệnh Docker top để mà top một cái container. Đó thì các bạn phải tìm hiểu thêm về cái lệnh Docker top ở đây này. Đó thì để top thì các bạn là chỉ cần Docker top rồi tiếp theo là cái container ID hoặc là cái container name thì nó sẽ đi tạm dừng cái container của các bạn lại này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker pull. Thì cái pull này tức là để tạm dừng cái quá trình mà nó đang chạy của một cái container mà đang chạy thì chúng ta muốn pull lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Docker pull này. Thì ví dụ như là cái container của tôi đang chạy là cái container này này, chẳng hạn như là bây giờ tôi gõ là Adam như vậy. Đó thì các bạn thấy nó trả về cái thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả nó trả về là hello Adam như vậy. Bây giờ tôi sẽ sử dụng lệnh Docker pull này để mà pull lại cái container này. Tôi nhấn enter này. Thì bây giờ chẳng hạn như là bây giờ tôi sẽ gõ lại cái đường dẫn này, tôi sẽ gõ là zone này. Đó thì các bạn thấy là cái ứng dụng của tôi nó sẽ xoay xoay như vậy. Đó và cái status của nó thì nó sẽ không trả về cái default cho tôi như vậy. Đó nó cứ quay quay hoài như vậy. Đó là cái tác dụng của cái lệnh Docker pull này. Đó. Thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm cái lệnh Docker pull này. Ngoài ra trong cái Docker này thì nó có rất là nhiều cái lệnh khác thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm. Đó thì trong trong cái vài video hướng dẫn vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái lệnh gọi là phổ biến thôi. Đó như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái lệnh như là Docker tạp, Docker top rồi Docker pull. Đó thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.